chị và các bạn, trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Những tên gọi, bí danh, bút danh của người gắn liền với những sự kiện lịch sử đất nước, cột mốc, chặng đường cách mạng của dân tộc, với hành trình hoạt động vì dân, vì tổ quốc, vì loài người tiến bộ trên thế giới. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 do Đảng ta phát động, bắt đầu từ chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này, trong chuyên mục Mãi mãi tên người, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý vị các tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng qua các thời kỳ trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Nguyễn Sinh Cung là tên lúc thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo một số hồi ký của các bạn học cùng trường Quốc học Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Cung thường được gọi là Nguyễn Sinh Côn. Trong một bài viết của Hồ Chí Minh năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi tên còn nhỏ của mình là Nguyễn Sinh Côn. Nguyễn Tất Thành là tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1901. Tháng 9 năm 1901, nhân dịp ông Nguyễn Sinh Sắc, cha Nguyễn Sinh Cung, chuyển về sống ở làng Kim Liên, ông có làm lễ chào làng cho hai con trai với tên mới là Nguyễn Tất Đạt, thay tên Sinh Kim, Nguyễn Tất Thành, thay tên Sinh Cung. Thành Đạt là mong muốn của người cha đặt hy vọng vào hai người con. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn bé con. Trong tài liệu đề ngày 6 tháng 2 năm 1920 của Tổng đốc Vinh cung cấp về Nguyễn Sinh Sắc và hai con trai, có ghi con trai thứ của Nguyễn Sinh Sắc là Nguyễn bé con. Tài liệu mật thám Pháp theo dõi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, bản ghi số 1116-1931. Nguyễn Ái Quốc hay Nguyễn Tất Thành, tức Nguyễn Sinh Côn hay Nguyễn bé con, tức Lý Thụy. Văn Ba, bác lấy tên này vào năm 1911. Với hoài bão quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành xin làm việc ở tàu đô đốc Clatuser Torrevin, một tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng 5 sao đang chuẩn bị rời cảng Sài Gòn đi Marseille, Pháp. Ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi, bắt đầu cuộc hành trình cứu nước. Trong sổ lương của tàu tên anh là Văn Ba. Những người bạn cùng làm việc với Văn Ba ở tàu đô đốc Clatuser Torrevin đều thân mật gọi anh là Ba, anh Ba. Anh Ba sống giản dị, gần gũi với mọi người. Những việc làm của anh đã để lại trong họ ấn tượng, tình cảm tốt đẹp. Ngày 15 tháng 12 năm 1912, Nguyễn Tất Thành từ New York gửi thư cho khâm sứ Trung Kỳ nhờ tìm địa chỉ của cha là Nguyễn Sinh Huy. Lá thư ký tên Bôn Tất Thành. Với tên Tất Thành, vào năm 1914, từ nước Anh, Nguyễn Tất Thành gửi thư cho Phan Chu Trinh ở Pháp, thông báo tình hình học tập sinh hoạt của bản thân. Hiện có 4 lá thư được sưu tầm ký tên Tất Thành. Một thư ký Cuồng Điệt Tất Thành. 3 thư ký CD Tất Thành. Ngày 16 tháng 4 năm 1915, Nguyễn Tất Thành viết thư cho toàn quyền Đông Dương qua lãnh sự Anh tại Sài Gòn, nhờ tìm địa chỉ cha mình. Thư ký tên Bôn Thành. Nguyễn Ái Quốc, tên này của người, được dùng từ năm 1919. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi lên hội nghị Versailles bản yêu sách 8 điểm của nhân dân Việt Nam, đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Từ đây, bắt đầu một thời kỳ hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc,
linh hồn của phong trào những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Những năm Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Pháp, chính quyền thực dân coi Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật nguy hiểm. Chúng quy động cả lực lượng mật thám thường xuyên theo dõi, thu thập tài liệu về người. Đã có hàng vạn trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Song không một trở lực nào có thể ngăn cản được ý chí, nghị lực, quyết tâm cứu nước của người. Thưa quý vị và các bạn, phần 1 Mãi mãi tên người đến đây là hết. Ở phần sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn các tên gọi khác của Bác. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.